các bạn đã trở lại với channel của mình hôm nay. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một màu sắc kể chuyện mới. Đó là mình sẽ không kể chuyện ma, không kể chuyện tình yêu. Thì hôm nay mình sẽ kể chuyện về tuổi thơ của mình cho các bạn nha các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng chơi Free Fire và kể chuyện nha. Chuyện được bắt đầu thì mình kể chuyện về hai chị em của mình đi. Mình các bạn có em trai hoặc em gái gì không? Mình thì có một đứa em trai, chỉ có hai chị em thôi. Mình thứ hai là đứa em trai nữa. Em trai mình năm nay nó cũng 27-28 tuổi gì nha. Mình nhớ hồi xưa nha, mỗi lúc mà mình đi học, mà em mình nó chưa có đi học, mình đi học học lớp 1, lớp 2 gì đó không nhớ nữa. Mà mỗi lần tôi nhớ là mỗi lần đi học về mà có một bánh cho nó thì nó chạy ra nó mừng, cho nó kêu chị hai mừng, cái lấy bánh ra cho nó ăn, cái nó vui vẻ nó mừng. Cái bữa nào mà không bánh cho nó ăn cái nó về nó mày tao nó không có xin chị em gì nữa chứ. Các bạn thấy em như vậy á, các bạn có gặp trường hợp như vậy không, kể cho mình biết nha. Và còn nhiều kỷ niệm của hai chị em mình nữa. Mà xong thì có một lần đó, hồi xưa các bạn, hồi xưa cái mình có một chiếc xe đạp nhỏ mà hồi xưa mình chạy bằng ba bánh giống như những xe đạp nhỏ bây giờ vậy đó. Nhưng mà lúc đó mình đã chạy được rồi, tháo hai cái bánh hai bên nha rồi. Chỉ chạy thành chiếc xe đạp nó bình thường thôi. Mình chở em mình chứa nào cũng hai chị em chạy ngoài đường lộ. Mà đường lộ hồi xưa là đường lộ đất, mà không có xe chạy nhiều giống như bây giờ. Cây cối thì mọc mát lắm, chạy tới lộn trên cái đường đó đó. Mà từ ai thấy hai chị mình chạy cũng thấy cưng hết trơn á. Bắt đầu cái tới bữa đó cái con chạy qua cây cầu, mọi nhà thì không qua cây cầu nha, cây cầu bắt qua con mương. Con mương thường thường hồi xưa ở dưới quê là nhà này cách nhà kia là có một cái mương cho người ta đậu xuồng vô mương đó. Tại hồi xưa mà nhà nào cũng có xếp một cái xuồng ở trên, đâu có giống như bây giờ có xe cộ nha. Có một chiếc xuồng, một cái mương nó dựng đậu xuồng vô. Cái bắt đầu cái chạy qua cái cầu đó, mà cái cầu đó thì nó hơi gọi là nguy hiểm một chút xíu. Nhớ là thì nó sập sình, nó gãy rồi, nhưng mà cũng còn chạy được. Nhưng mình không yên tâm lắm, mình không có dám chở em mình chạy qua cái cầu đó. Nên mình cứ kêu em mình đi xuống đi, mình đi bộ từ từ qua để chị chạy xe qua một mình. Cái thế là mình chạy xe qua một mình, mình chạy qua. Cái tự nhiên cái mình lọt xuống sông, cái tùm lọt cả người và xe đều rớt xuống mương hết. Hên là mương nước nó cạn chứ nước nó sâu. Mà lúc đó mình cũng không biết bơi nữa, cái nước sâu xong mình tiêu rồi. Nó cạn các em mà nó đứng ngoài nó la lên, cứu chị tôi. Nó chạy vô nhà của mấy nhà gần đó đó, kêu người ta ra cứu mình lên. Thế là lên xong hai chị em chở nhà về. Cái mình bị mẹ mình la quá trời. Nhưng cũng may cái là không chở em mình chạy qua cầu. Nó chở nó heo té xuống cái là chắc về bị đúng lít lít luôn. Còn thêm một chuyện nữa, lúc này là em mình nó đi học. Nó đi học mẫu giáo. Mình nhớ sao mình kể như vậy cho bạn. Nó đi học mẫu giáo, mình học lớp 4, lớp 5 gì đó. Cái bắt đầu học mẫu giáo là mỗi lần về nhà không có học bài hết trơn á, cái đi vô cái cô kêu trả bài. Nhưng mà cái lớp của nó học thì gần với cái lớp của mình, tại vì trong một trường mà trường nó thì vừa có mẫu giáo về lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 luôn. Cái bắt đầu mình
mỗi lần mà tôi nhớ chào bạn kêu bạn là sắp tới lượt tên sắp tới nó thì mấy bạn kêu trước là sắp tới lượt của nó đó rồi là nó xin tôi nhớ đi vệ sinh tôi xin đi vệ sinh với chào bên nó của mình đó bạn tôi đi kiếm mình nó hỏi chị hay chữ gì các bạn thấy nó như mạnh khôn không cái mình nói ví dụ bữa đó học chữ A này thì mình nói chữ A các bạn mới nhớ nó chào về cái họ tới lực nó lên cho bạn cũng đọc chữ A nó thuộc cô giáo chấm 10 điểm mà to hay vậy nghe cũng vậy chứ các bạn vậy mà cuối nó có được lãnh thưởng nó như khen rồi chắc mình nhớ lại chuyện đẹp cũng vui còn chuyện này nữa chị mình mắc cười lắm chuyện này là lúc đó em mình nó chưa có đi học mình không đi học cái mình đi ăn liên quan ăn liên quan là nghỉ hè các bạn cái mình dẫn nó đi theo nó đòi theo cái dẫn nó theo cái đi trên đường chưa tới chỗ ăn liên quan nữa chưa tới lớp nữa cái nó bắt ẻ cái nó đi về mà khóc âm sầm chị nên là mình phải dẫn đi về nhà trên đường đi về nhà thì bình thường cũng nói gì đi trên đường đi về nhà nghỉ trong quần luôn mà vừa khóc vừa la mình mắc cỡ lắm chết luôn vậy dạo xong xong các đoạn nó dẫn về nhà thế là mình nghỉ ăn ngoan luôn làm sao mà đi chở ra đi ngoan được nữa quê và nghỉ đi luôn rồi xong bắt đầu có thêm kỷ niệm nữa bắt đầu cái kỷ niệm của nó là mình với em mình với bà nội của mình ba bà cháu này chơi đi xích đầu tiên lúc đó mình tin bà nội mình lúc đó còn trẻ chứ còn nhà mình không sợ mất mẹ bạn mình đang đánh xích đầu tiên kia mình xích đầu tiên xích lên xích xuống tự nhiên cái xích sao mạnh quá từ dưới chân nó bay lên nó té lên mặt của bà nội mình nó là xích tuốn vô mặt bà nội mình thế là ba bà cháu cười quá trời cười luôn thôi hôm nay mình kể cho các bạn nghe bấy nhiêu thôi thì các bạn nghe tò mò nó đúng tin bạn có câu chuyện gì thì hãy comment cho mình biết nha các bạn hãy cho mình một like và comment với các bạn cảm ơn các bạn.